ăn đến tìm Tôm đấy à? Tôm vừa chạy ra ngoài rồi, ngồi đây đợi tí nhá. Dạ vâng, để em ngồi đợi anh Tôm. Anh Hoàng nấu cái gì mà ngon ấy, giết hết cả mũi em rồi. Con bé này tinh phết nhờ. Anh đang dặn bánh gà, sắp đến giờ tan học rồi, lát anh bán cho học sinh đi mà. Mong mới hả anh? Ừ. Ước gì? Ước gì nào? Nói thế thôi, chưa để anh lấy cho em vài cái để ăn thử nhá. Anh đã là thế thì em không khách sáo đâu nhá. Em chỉ test thử thôi để em thẩm định xem tay nghề của anh như thế nào. Đây, mời cô thẩm định. Bây giờ em mới biết tay nghề nấu ăn của anh đỉnh đến thế đấy. Qua giải toán hay là ăn vặt đấy? Đâu? Để anh xem nào. Đây ạ. Này, đi vào đây con. Đi vào đây. Hai bố con ăn gì để em làm à? Ăn uống gì? Hôm qua có phải mày bán bánh gà con tao đúng không? Có chuyện gì mà sao anh căng thẳng thế ạ? À? Con tao ăn đồ ăn nhà mày về nó đau bụng, nôn đốc, nôn tháo cả đêm. Bố tao chửi tao gần chết. Hàng xóm láng giềng, tao muốn bán kiểu thế à? Anh có nhầm lẫn gì không ạ? Chứ em bán hàng ở đây bao nhiêu lâu nay, có ai bị làm sao đâu ạ? Nói có sách, mách có chứng. Sáng nay, nó đau bụng, nó phải nghỉ học đấy. Nhỡ đâu vợ anh nấu ăn dở, xong là An ăn mà bị đau bụng thì sao? Mày nói xấu vợ tao à? Mà sao anh nói to đấy? Có gì thì từ từ giải quyết xem nào, cứ gào mồm lên. Mày không gào làm sao được? Thôi tao hỏi mày, chứ hỏi là con của mày, con mày bị như thế, sao mày có lo không? Chú, An, có chuyện gì mà mọi người ầm ĩ thế ạ? À Tôm, bây giờ cháu thử điều tra anh cháu xem. Anh cháu bán đồ ăn bẩn, làm coi là chú bị đau bụng đấy. Chú cứ bình tĩnh ạ. Anh Hoàng bán hàng đảm bảo vệ sinh an toàn, chứ không có chuyện làm bẩn đâu. Để cháu hỏi An xem nào. À, em có con đau bụng không? Có mệt không? Hôm qua em những gì? Nói nghe xem nào. Em còn hơi đau ạ. Hôm qua em ăn bánh gà do chính anh Hoàng làm. Thấy chưa? Bánh gà? Anh bán món này từ bao giờ mà em không biết thế? Thì học sinh mới đi học lại nên là tao bán thêm bánh gà để cho đa dạng món ăn thôi mà. Nhưng mà em có thấy anh mua gà về làm đâu? Anh làm ở đâu? Sao em không biết? Thực ra là không phải do tao làm. À, bạn Hiền, tôi giao đồ cho bạn đây. Tôm nhà bạn đây à? Lớn thế nhở? Em chào anh Cường được không ạ? Ô, đúng rồi, tao vẫn nhớ anh cả. Lâu đấy, gọi từ hôm qua mà bây giờ mang đến. Lần sau mà lâu như này, tự đến nhà lấy nhá, đưa địa chỉ đây. Thôi, cứ để đấy tôi giao cho. Thì bạn cũng phải cho tôi thời gian để làm chứ. Hàng nhà tôi nhá, ra đến đâu là hết đến đấy, đảm bảo an toàn luôn. Thật không? Làm nào thì làm, đừng để quá tôi dẹp tiệm là được rồi. Hôm trước ấy, có con bé ăn bánh gà của ông làm xong, bị đau bụng đến đây bắt đèn đấy. Cái gì? Làm gì có chuyện đấy? Làm sao là tại bánh gà nhà tôi được? Gà nhà tôi nhá, là gà tươi, hàng organic. Mà ông cũng biết thì thôi nhá, gà nhà tôi ấy, trước khi đi ngủ ấy, nó có được nghe cả nhạc sống cơ mà. Đau bụng thế nào? Dặn thế, không thừa đâu. Hôm trước may mà nhờ có Tôm, chứ không thì chết tôi. Có gì đâu ạ, nhưng mà điện thoại của anh đâu? Cho em mượn với, điện thoại em hết pin mất rồi. Trên nhà ấy, cần gấp không? Gấp, em gọi cho mẹ mà. À đây. Nếu cần gấp ấy, thì lấy điện thoại anh mà gọi. Ôi hả? Ừ, vậy may quá, em cảm ơn anh, em gọi một cuộc thôi. Anh đợi em tí nhá. Này, tôi có quen mấy cái cửa hàng đồ ăn vặt ở cục trưởng khác đấy. Có cung cấp xỉ cho họ được không? Để tôi giới thiệu cho. Có, càng nhiều càng ít. Này, giới thiệu cho tôi nhá, rồi tôi chia hoa hồng cho. Em giao hàng ạ. Nhà thôi. Nhanh lên rồi. Bỏ ra.
anh ơi, em lấy được hết bằng chứng rồi. Anh tao dùng gà thối để làm bánh gà đấy ạ. Thế bảo cái gì? Gà nào là gà thối? À, gà nhà tao ấy là gà tươi. Mày đi mà đổ cái gì cho tao ấy. Mày nói chuyện lãng của tao, cướp mối, cướp phách đúng không? Tôi không bao giờ làm những chuyện bẩn thỉu với cậu đâu. Biết cậu làm thực phẩm bẩn thế này ấy, có cho tiền tôi không bao giờ nhập về. Cửa hàng của tôi là cửa hàng uy tín, đã thế còn bán cho học sinh. Thế mà cậu hại tôi suýt nữa phải đóng cửa tiệm đấy. Tự dưng mang tiền bán đồ ăn bẩn, bực kết của mình. Anh nói rõ em nghe xem nào. Trước giờ anh có bán bánh gà đâu, mà em cũng chẳng thấy anh làm, sao lại có mà bán? Thì anh nhập vào chỗ Cường chuyên xỉ lẻ mấy cái đồ ăn vặt đấy chứ. Trước giờ toàn tự làm bán, bây giờ lá ít lắm. Bây giờ nhập về bán thử làm sao, cũng ngon mà. Thấy cũng ngon. Anh đã kiểm chứng chưa mà mang về bán? Chưa đúng không? Nhìn mặt anh ấy là anh biết ngay rồi. Anh cũng ẩu lắm cơ. Hay bây giờ mình qua để xem anh ấy làm như thế nào. Cũng chưa chắc là do bánh gà nhà mình. Nhưng mình bán cũng cần phải chắc chắn chất lượng chứ anh. Không biết nhà đâu vừa qua. Thì mình hỏi. Anh đã cẩn thận lắm, toàn tự đi ship thôi, còn không thuê cả shipper nữa cơ mà. Sao lại phải bí mật như vậy nhỉ? Hay là có gì khuất tất? Mình phải làm rõ chuyện này mới được. Nghi ngờ về nguồn gốc chất lượng bánh gà nhà anh, tôi và anh Hoàng đã cùng nhau lên kế hoạch điều tra để tìm hiểu nguồn gốc bánh gà nhà anh. Tôi vờ mượn điện thoại của anh để tìm địa chỉ nhà anh. Và đúng là tôi đã tìm được. Bên cạnh đấy, tôi còn tìm được cả số điện thoại của người cung cấp gà cho anh nữa. Alo anh ơi, em này em anh Cường nhá. Anh Cường có nhờ em lấy hộ thịt gà, anh ship qua cho em được không ạ? Alo em ơi. Hay dưới quê anh ạ. Gà của em này. Em cảm ơn ạ. Em chuyển tiền sau anh nhá. Ok em. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Anh ta dùng gà thối để làm bánh gà. Đó là nguyên nhân khiến anh bị đau bụng. Chắc chắn có rất nhiều người ăn tôi bị rồi, nhưng họ không bắt đền thôi. Tao phải đi cho anh ta một trận mới được. Bắt tận tay, tay tận chán. Em biết địa chỉ nhà anh ta rồi. Mình đến đấy, biết đâu lấy được chứng cứ đấy. Cậu làm ăn như vậy không thấy thất đức à? Hả? Đã làm thực phẩm bẩn để bán cho học sinh, vậy mà còn kéo theo người khác để thất đức theo. Tao không biết, tao không làm hết, cậu lại. Anh chạy cũng thế thôi, vì bán chứng còn ở bên trong và ở đây nữa. Em khuyên anh nên thành tâm nhận lỗi và đầu thú đi. Nếu cứ chỉ thế này ấy, thì chỉ là làm ăn thuộc tật, rồi mọi người biết đến sẽ không ai muốn làm ăn với anh đâu. Đi lên phường, bây giờ thích tự đi hay là để kéo?